nó kêu anh lẽ ơi, anh lẽ thả em ra anh đi. Cang làm ơn anh kiết mi em cái đi anh lẽ. Mày chơi tao với Ngọc Ước đây là tao cao, tao ép mi mày. Nó có em không có Ngọc Ước, anh kiết mi em sẽ cho anh một miếng nước được không? Thôi vậy mà vô đòi là vừa đó. Anh đậu dữ à. Xin chào tất cả các bạn, buổi sáng nha. Bên kia sao rồi? Nói chuyện có lỗi đó. Mẹ. Anh em mình thích rồi. Mà ngồi hết nổi rồi bạn ơi. Quá trời, mình mấy anh em không biết bị cái gì mà nó diêm mình với máy hết sạch, nó đuối như con cá muối vậy trời. Hôm đi săn quá trời. Không biết chuyện gì xảy ra nữa trời. Không bị bóng đè hay gì không nội. Có ông bà chú dài đè. Có tôi với ông đang đè thông go ông ấy chứ bóng nào nè. Hèn chi xét cái logo tao đau yếu xìu, không biết bị gì. Thằng ơi hèn chi tao phải thông go tao đầu xìu ăn hết luôn. Hết chơi rồi. Trời ơi, chơi ăn hết chơi luôn, chơi dưới chén luôn. Chơi dưới chén luôn, đó ông đang đề bài chứ không chơi cho dầu ăn. Thì tôi hết rồi, tôi lấy cái chén luôn. Gung như trời, nhiệt sáng tao ơi, ảnh mình mấy chơi ha, cái logo tao đau yếu xìu quá. Tưởng tao tao bị ung thư cái lũ nhị, không hướng nào cho nổi đại ca. Hai đại ca không thay thằng nào trên trời. Chơi cú máu vậy. Đó, tôi mơ, tôi gặp. Thăm chuột, ổ lòng thăm ếch theo anh ơi. Mơ cái gì mà mơ mình ơi. Tôi gặp tôi ngủ với gái xinh. Hay em cái mặt. Như cái mặt trình hình nha. Cái bàn giò nó đen yếu xìu vậy trời. Em có bàn giò á. Nè. Cái bàn giò gì đẹp chứ trời. Thằng ai đập ra. Chừng 30 ngàn cây ông nội á, đủ dữ hả. Cây ke luôn quá. Anh em mình xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Chúc cho tất cả các bạn buổi sáng tràn đầy niềm vui. Và tràn đầy niềm vui và thành công mới nha, trong một ngày mới nha các bạn. Nói chung thì giấc ngủ của đêm hôm của anh em mình ngủ được có mấy tiếng hộ bạn ơi. Tại hôm anh em mình ăn cơm xong cái là khuya quá trời khuya. Hai mấy ta tắm rửa gần 3 giờ. Giờ ngủ có chút xíu các mẹ anh em mà thức dậy đi thăm mấy cần cậu thôi được. Mà sáng giờ anh em mà thức dậy thì thăm không nổi luôn. Quý quá. Mà nếu không thăm thì nó sẽ xảy hết. Không mấy thì người ta đi ruộng đi vườn người ta gặp người ta cũng giục cần cậu mình luôn. Thôi cũng gắng thức dậy để anh em mình đi thăm mấy cần cậu ếch của anh em mình nha bạn. Này chứ có 8 giờ không nè. 15 nữa 20 anh lạ. Giờ của ông giờ gì giờ quốc tế gì dữ hả? Giờ tao là giờ diễn em mà. Em tôi còn 17 đến 20 nè. Thôi, anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi cuốn mấy cần câu ếch của anh em mình đêm hôm qua anh em mình cắm nha bạn. Giái dính thêm vài con nữa. Giái hoài hả? Giái em đẻ. Để anh em mình có được một buổi sáng tràn đầy chắc dinh dưỡng nha bạn. Ông ngồi và hạnh phúc không? Điều hôm mấy con ếch trầu của bự quá đã luôn, trắng giờ luôn, thịt thêm á. Còn ba con này có gì? Nhai sống thằng con cũng được. Có. Tao con tao bự, tặng con bự. Ông sao? Đúng không? Hả? Đó gì ông có ăn cháu ếch xin Singapore chưa? Singapore ai xin tao cho? Hồi tôi nói cho ông à. Đấy hả? Singapore là ai xin tao cho? Singapore ai xin cho mo ho. Thôi, anh em mình xin mời tất cả bạn cùng theo chơi anh em mình. Để đi cuốn những cần câu ếch của anh em mình nha bạn. Let's go. Mời tất cả bạn cùng theo anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi cuốn những cần câu. Hôm qua anh em mình cầm nha bạn. Đầu tiên vô khai trương 7. Hồi hôm dính con siêu to khổng lồ. Nhưng bây giờ nó đã không dính nha. Siêu lồ khổng to rồi. Bây giờ nó chỉ có cái bãi quá to mà không có ếch khổng lồ. Nói chung là cần câu này không dính đó mà. Rồi đem đi cuốn nha bạn. Mày chá. Tức lớt không Sam? Quá trời, ba cần nữa đó. Ui trời ơi. Cái gì mà sao có y nguyên vậy? Làm sao mà sống được đây rồi? Hên là còn để ba con chứ không là lên đường luôn nữa. Hên tìm được cái cục mồi thật thúi. Thật ngon. Anh lẹ. Anh táp cái anh lẹ. Thúi lại trời. Bao bập. Bập. Trời ơi, nó ngon. Thúi bánh với lỏng nội không? Con sáng luôn, sao ơi. Trời, con ốc được cái này nó thúi. Công nhận thì chứ cái màu của mình cầm mà nó đặc biệt thơm bơ thì cái trời ghê ha. Thơm bơ ghê luôn. Bởi vì tối đâu có ma nào dám lại gần mình. Trời ơi trời. Cái mùi này còn hơn là dầu thơm 4-9 nữa. Thơm chà đeo. Anh em tiếp tục đi cuốn hết câu nha bạn. Mới vô ba cần khai trương là không dính con gì hết trơn. Là thấy anh em mà hiểu số bạn của chị Mặn hôm nay ra thế nào nữa nha bạn. Nãy giờ cuốn muốn đứt nửa vàng câu rồi. Hết luôn rồi. Cuối hết còn luôn dính rồi. Được cái con thấy thèm mà. Chết ngắt rồi. Chết ngắt luôn trời. Nó quắn. Banh ta lông luôn. Quắn quá trời quắn. Tơi bời túi bụi luôn. Thèm đừng con mà con ếch khô nha bạn. Nó chết queo queo rồi. Quay rồi. Nó quấn nãy giờ. Quay điều mối tình ngày xưa yêu. Mối tình nghèo đơn sơ.
quay đều quay đều quay đều lát chết đó con anh nằm khô que quay đều quay đều quay đều quá tuyệt đẹp giờ này hết kêu mệt 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 đó con queo như là con bánh xèo thứ nào chịu nói thôi cãi có đã không nha bạn, nó dù sao nó chết anh em mình cũng còn là ăn thịt được không sao, anh em có là anh em mình cứ sử dụng nha bạn, đừng bỏ hiểu đừng phí phạm của nha bạn. Thôi bây giờ anh em mình tiếp tục đi thăm những cái cần câu còn lại nhé. Đây anh em mình đi cuốn câu về tới nha bạn, một bó câu bò lớn đây nè, dính còn bò lớn nữa đó mà nó dính đựng con nó khô queo queo nè, thấy thèm mà. Cái này cũng là nó ách đầu buồn thiệt chứ không chừng vừa đâu. Hôm anh em mình dính được ba con nha bạn, mà qua sự hội ý lẫn nhau cái con nhỏ anh em mình đã thả nó về với tự nhiên nha bạn. Tại vì mình suy nghĩ tới nó còn nhỏ, chưa biết mùi đời, nó chưa trải sự đời nên anh em mình đã cho nó về với tự nhiên rồi. À, còn hai con thả luôn cô lã. Hai con này thả có một cái mỏ máu không có thứ nào chỉ nói cầm nguyên đêm hôm luôn tới ban ngày luôn, dính có nhiều nè. Mà nó đầu tháng cái nữa thì thôi á đùi à. Con này nó không mặn cái đùi của con này nữa nè. Cái con này cái bụng nó ăn cái gì mà giữ thật hơi không nổi. Cái bụng con ăn gì ốc hay gì á. Đây con ếch đêm hôm dính chập ba lỗ nè bà. Trời ơi nó ngồi nè. Nó kêu anh Lẹ ơi anh Lẹ. Thả em ra đi. Anh con làm ơn anh kiss me em cái đi anh Lẹ. Mày cho tao Duy Ngọc ướt đi rồi tao ít mê mày. Nó có em không có Ngọc ướt. Anh kết mi em sẽ cho anh một miếng nước đáy được không? Thôi vậy mà vô đội là vừa đó. Anh đủ dữ à. Thôi nói chung thì anh em mình cấm một bó câu bao nhiêu đây. Mà anh em mình từ đêm hôm giờ vừa thăm mà vừa cuốn luôn. Thì chỉ dính được như nha bạn. Cứ còn ếch mini nữa anh em mình đã phóng sinh nữa rồi. Thì chỉ còn lại bao nhiêu thôi. Thì anh em mình sẽ mằng một bó ếch này ra. Để coi anh em mình làm được cái món gì. Anh em mình sẽ ăn tạm nha bạn. Rồi để tới chiều. Anh em mình sẽ đi cắm câu cá, kè bó câu cá anh em mình còn chuyện thôi cơ. Anh em mình có một hũ trùng nữa. Anh em mình chuyến này không cắm bằng dế nữa mà anh em mình sẽ cắm bằng trùng nha bạn. Trùng thử coi thay đổi không thấy coi nó có dính cá hay là không. Nếu mình không dính nữa thì anh em mình chắc xong cục xà bông luôn chứ không còn gì để nói nữa hết. Nhìn tối luôn. Thôi, nói chung thì anh em mình sẽ đi rửa những con câu và anh em sẽ mặn ba con ếch này ra để anh em mình tính coi làm món gì nha bạn. Đây, bây giờ anh em mình quyết định cuối cùng của anh em mình là dưới ba con ếch này nha bạn. Ếch thì anh em mình sẽ kho khô quẹt. Còn anh em mình sẽ nấu thêm một nồi cháo trắng để anh em mình ăn chung với cái ếch này nha bạn. Ôi, hôm qua tôi hứa với ông là tôi sẽ nấu cháo ếch Singapore cho ăn không? Singapore. Ai xin tôi cho, Tôi thấy này ếch ăn xinh thiệt á. Có ba con à. Đây bây giờ anh em mình sẽ ốp cái ếch này để họ anh em mình sẽ kho khô quẹt nó để anh em ăn chung với cháo trắng nha bạn. Cái gì đen thui vậy ông Sạm? Nước màu dừa. Đây, anh em mình sẽ cho một ít nước màu dừa nha. Ít thôi. Nửa chai đi. Nửa chai này chắc đem dục luôn, đắng ngát luôn sợ ăn không anh. Đó, bây giờ mình cho một ít nước màu dừa và một ít bột ngọt. Thế ra cũng nhiều hết chứ. Ba con ếch nhỏ con ếch bự không có con ếch bự mình cũng đấu như con mối luôn. Đây, mình cho một ít bột ngọt. Ít đường nữa nha bạn. Đây. Ok, cái này tốt không sao? Ok, tao kho lúc nào mà cũng nói là vô tư chứ ăn ngon như đàn. Nó nhiều nước mắm rồi sao? Cứ yên tâm. Đây, bây giờ mình sẽ cho ớt vô nha bạn. Cho nó quạt trong sạch. Ớt nè. Mình xả ớt vô. Còn ớt cắt mà nó rớt xuống nó như mưa vậy mà cái miệng nào chịu nổi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đổ nước mắm vô nha bạn. Để mình ốp cái thịt ếch mình khoảng 15 20 phút rồi mình sẽ đem kho nha. Đây, vô nước mắm luôn. Bên đây là nấu cháo nha bạn. Đó, bước nồi cháo, tổ ba chẵn. Vô mắm luôn cho mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ để đó mình ốp khoảng 15 20 phút rồi. Nếm coi. Coi nha. Nếm coi giòn không? Cái mình sơ thịt ếch các bạn. Đổ được không? Đổ nó chắc dục luôn á. Đổ đem luôn hả? Hả? Đây. Hả lẽ? Đây. Đổ này mà. Cái đó cắm tôi á. Thiệt hả? Đây bây giờ sẽ trộn đều lên nha các bạn. Để mình ốp khoảng 15 20 phút rồi mình sẽ đem kho nha. Đó, trên cách tuyệt vời. Quên thiếu nữa. Tiêu. Trời ơi. Trời không có tiêu thì lát bỏ sao cũng được vậy? Hả? Lát bỏ sao cũng được. Bỏ sao được hả? Ừ. Tiêu có đem theo không là vấn đề nè. Có. Tôi có đem ra mà. Có mình vô luôn, mình ốp nó mới thấm toàn diện nó mới đã. Trời tiêu gì đem thù lùi cũng cứ ngắt vậy không nổi. Rồi, ướt nhẹp luôn, tiêu giống mạch cái miếng huyết vậy. Mưa xì lầu mới lấp luôn. Trời ơi, nó cũng tan cái gì sợ đúng không? Giống hệt miếng huyết vậy trời. Cho miếng tiêu vô nha bạn. Rồi trộn đều luôn. Rồi để đây nha. Mình chờ cho cái nồi cháo gần chín rồi sẽ bắt lên mình kho nha. Đầu cháo đâu có đã. Đây. Đâu? Đây. Nồi cháo hả? Đây. Đủ. Quá đã. Rồi, anh em mình sẽ để cái nồi ếch ở đây nha bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau 15 phút giải lao nha. Chút xíu hồi. Các bạn đừng dừng màn hình, các bạn đừng chuyển kênh nhé. Anh em mình sẽ quay lại ngay. 2000 years later.
Nồi ếch kho quẹt của anh em mình giờ nó đã chín nha bạn. Để cho nó kẹo lại khoảng chút xíu nữa để anh em mình quẹt anh em với cháo trắng các bạn. Thôi bây giờ mình nhắc xuống đi, có nước mình trang được ha. Ok không? Quá đã, nhìn cũng trên cả tuyệt vời bạn. Đây là thành quả cả nguyên một đêm một hôm anh em mình đi thăm và đi cuốn câu chỉ được có nhiêu nha bạn. Đó, thấy thèm được chưa? Quá trời cái nồi cá kho này. Ếch kho. Ếch kho. Không có cá nào hết trơn á. Thèm cá lắm hả? Trên cả tuyệt vời luôn. Mình ăn cái hũ mà ếch mình còn dư miếng thì cô đã đủ với luôn hả? Trời ơi, mày nghĩ đi, chắc e luôn á. Ếch nó ăn cái hũ mồi đó rất ngon, mày nghĩ con ếch nó thèm ăn mà mình ăn cái hũ mồi đó đường nào cũng ngon không anh, đúng không? Ếch ăn ngon còn mình ăn chết chết thấy thèm á, chết đấu gì có chết thèm á chứ chết mới chịu không anh. Thôi bây giờ anh em mình sẽ nhắc cái chảo ếch xuống để anh em mình ăn cháo trắng nha bạn. Đây anh em mình nấu cháo xong và ếch khô quẹt không đã xong nha bạn, cúng rồi các bạn, cho ông bà xong rồi. Bây giờ anh em mình mời tất cả các bạn cùng ăn cháo trắng với ếch kho cu quẹt với anh em mình nha bạn. Cháo ếch Singapore. Singapore, đúng rồi, cháo ếch này là cháo ếch Singapore bạn. Ai xin là cu lẻ cho đúng không? Bởi vì tôi có nói cho ông ăn là tôi sẽ nói cho ông ăn. Ok. Cu lẻ mà xin cho là hai thằng quýnh thằng cu lẻ đó. Chèm bẹp luôn. Thôi mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cháo trắng với ếch đồng kho quẹt với anh em mình nha bạn. Mời các bạn nha. Vô lẹ, vô lẹ. Đầu cu khỏi nhai luôn lẹ. Nướng chậm ha. Trời ơi, tao mày như đàn. Đây tất cả các bạn nha. Đù anh thiết kế món này ngon lạ. Khỏi nhai không? Anh đưa vô vậy nè. Nè. Nóng yếu nhiều. Vô ếch đi nè. Trời ơi, ếch mình cầm ếch được mình cứ ăn ếch quá nhiều bạn. Này vô cái đùi đi nè. Wow, xin cảm ơn rất nhiều. Rồi mình vô cái mình đó nha bạn. Đây. Xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức ếch kho quẹt với anh em mình nha. Quay. Wow. Giờ vô bạn. Thôi má. Trời ơi, chuyển mưa nữa rồi. Quen đúng rồi, em ơi. Con luôn rồi. Định mệt chứ sinh tồn. Toán rồi làm sao à? Mỗi lần sinh tồn là mỗi lần chuyển mưa, mỗi lần bị mắc mưa, ổn thiệt chứ. Hôm qua mới mắc đám, mình lại mắc nửa trời. Thèm hả? Ai khóc ngôi đầu này. Mất mưa là bạn không sao bạn á, ở đám ớt nè, ớt nè thấy không? Ừ. Đó, vô bạn hồi nãy quên bỏ mấy trái ớt vô ha. Trời ơi, ớt nè, ớt nằm đống ớt trái kìa, nó cũng ngon. Cái này nè mới đã thấm nước mắm vô nè, cắn cái mới đã. Nãy chắc là 3-4 trái rồi mà đúng rồi, kho quà đó đã ra luôn nè, trên có tuyệt vời luôn trời. Còn nồi cháo trắng của anh em thì khỏi nấu luôn, quá đã. Giống cháo heo quá nội, cái trắng cái heo thì mạnh trắng đấy. Hồi đó mẹ tôi nấu tấm heo với tấm bò là vậy không? Dính vậy? Vậy mình là bà ăn heo. Mình là heo bò hả? Cho bò ăn á. Ghê em nội. Ổi nè, ổi nè. Ấm bà. Heo ổi. Ấm heo. Heo ổi. Ấm heo hả? Bò là mà mặt kìa. Còn có lẽ ấm lẻ. Ông quay bằng ngay cái đỏ phải không? Hồi tuổi luôn rồi. Mình bò mỏng đúng không? Mỏng. Ủi luôn. Bò điên không? Bò điên. Nói chung thì những cái clip anh em mình thử thách đặt sinh tồn thì ở quê anh em mình có những cái giống như là cá, ếch, chuột thì anh em mình chỉ có làm thử thách sinh tồn và anh em mình có thể bắt được những thứ đó để anh em mình ăn để sống qua những cái ngày thử thách của anh em mình thôi. Chứ anh em mình đâu có bắt được cái gì ngoài những thứ đó đâu các bạn. Ngoài ra không có gì hết. Ta nói chung thì anh em mình cái tài nghệ của anh em mình nó còn thấp kém lắm, không được như dân chuyên nghiệp ta bắt cá mắc mắm chuyên nghiệp. Nên anh em mình lúc nào nhầm bữa thì nó cũng vừa đủ ăn, nhầm khi thì nó cũng thất thu. Nhưng mong tất cả các bạn thương tình mà ủng hộ anh em mình để anh em mình có động lực để làm thêm những tập sinh tồn thử thách tiếp theo cho nó hoàn thiện hơn và nó hay hơn nha các bạn. Thôi anh em mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cháo trắng đồng quê. Đây là nước mắt của quê hương, là cháo trắng nè ông anh. Nước mắt quê hương ăn với ếch đồng kho cu quẹt với anh em nha. Cái cháo ếch đồng này thứ nào chịu nổi bạn ơi, quá đã. Ớt nè, vui các bạn, ngon lắm. 100.000 tôi chưa bán không mà 1.000.000 bạn chưa bán nữa, 100.000.000 chưa bán nữa, có ai mua bán không? Có ai mua không bán? Mà cái đâu có nào khùng đâu mua. Bởi vậy có ai mua đâu bán, bởi tao đâu bán đâu. Vô chẳng ai nha, ngon quá mà. Làm sao chịu nổi? Ngon quá trời, ngon quá trời. Ngon quá đã. Mời tất cả bạn làm chén thứ hai nha. Vô chén thứ hai với anh em mình nha bạn. Đó, trồng. Ồ, xuống giá đáng giả không nè. Đó. Đó. Té chết hả? Vô hai giá hả?
rồi bạn mời bạn ăn chén với mình nha. Chơi đồ ông Sam. Vô đồ hả? Ừ. Tôi ăn cái mình. Nãy mang cái đồ tặng mình giờ tao ăn cái đồ mày ăn mình ha. Đủ. Xin mời tất cả các bạn nha. Sao mày không ôm cái lặng? Không có. Ai đừng nghĩ không ra nha. Rồi. Ông Sam nó ô cái lặng mà. Ô mà. Trời ơi ô cái cây. Ô ơi. Ô cây cái gì trời? Ô mày que hay gì vậy? Con mày uống gốc cái gì ta? Mày quá. Ai đổ tôi? Ô như đã. Quá đã luôn. Còn ăn sao nha cô Đạt. Ok. Ăn sao mà sẽ được món ngon không ạ? Nè, tụi tao báo nè. Đâu cái đồ nè. Trời ơi. Cái gánh gì vậy đấy? Quá đã bạn ơi. Nồi cháo nè mình nấu nãy giờ mà nó chín nãy giờ mình nhắc mình kho nó chín nồi hết luôn mà vẫn còn nóng trời. Nóng kép mát lắm á. Trời cháo trắng á. Ừ. Đặt. Nó sệt á. Vô bạn ớt nè. Ăn ớt đi. Đi ăn thịt. Cái lớn dính nắng. Ăn đi chút xíu tôi lắc thịt hai ông ăn. Cái lớn dính nắng. Đây, mời tất cả các bạn cái đùa ếch nè. Đó, đùa ếch trồng anh em mình kho khu quạt bạn. Đậu đã nãy anh em ớp mà hơn 20 bốn có thấm đã lắm. Ngon. Cái miếng da bụng đây. Thằng xương ống nước xương luôn. Miếng cái miếng da bụng nè, ngon lắm. Mời mấy bạn nha. Ngon lắm ơi. Hy vọng những cái bữa cơm, những bữa cháo đậm bạc như vậy nhưng ở trong rừng. Trong khu rừng quang này thấm lòng chiến sĩ của mấy anh em biết nhiều nói. Anh em mình ăn xong cái này anh em mình sẽ nằm nghỉ ngơi chút tại đêm hôm anh em mình thức khuya quá 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng anh em mới lên được tới cái chòi anh em mình ngủ có tới sáng mới có 7 giờ 7 mấy hả không được 8 giờ nữa là anh em mình thức dậy rồi là anh em mình đi cuốn mấy cần câu rồi vì anh em mình nấu cháo ăn thì anh em ăn xong thì anh em mình sẽ nghỉ ngơi chút đỉnh và anh em mình sẽ thức dậy anh em mình kiếm gì đó để quay lên và chia sẻ tiếp cho tất cả bạn xem nha. Thôi bây giờ anh em mình xin tạm gián đoạn cái máy bài phim xuống các bạn cho cu đen nó vô đây nó ăn cháo chung với anh em mình tại lâu lắm rồi nó mới được thưởng thức cái món cháo ở Singapore này. Nghe cái máu hả cô lẹ nấu đủ món cháo ở Singapore này nên phải anh em mình ăn chung nha bạn để anh em mình cùng thưởng thức và cùng chung vui và cùng sẻ chia cái nồi ếch cháo ếch Singapore này nha. Các bạn đừng dừng màn hình anh em mình sẽ quay lại ngay, các bạn đừng chuyển kênh nhé. Nói chung thì anh em mình cũng ăn cháo dưa ếch kho quẹt xong rồi anh em mình cũng no nê rồi. Có đá bát không? Không. Ăn cháo không bây giờ đá bát nha. Phải giữ cái bát lại để mai mốt mình còn ăn nữa. Nếu mình đá rồi là mai mốt mình sẽ không ăn miếng dùa ăn nữa. Miếng dùa cũng có ăn nó đó mà hốt xít mình ăn luôn chứ làm gì có miếng dùa ăn. Nói chung thì thằng cu lẹ nó dang dỏng nó tịnh dắt ngon lành rồi nha bạn. Mình với cu đen cũng sẽ nằm đây luôn. Anh em mình tịnh dắt nhẹ nhẹ bạn. Tại đêm hôm anh em mình thức quá khuya nên sức lực anh em mình nó cũng hơi hạn hẹp. Nên anh em mình sẽ ngủ một giấc để lấy lại sức khỏe để anh em mình chiến đấu tiếp cái đêm thứ hai tối này nha bạn. Các bạn hãy luôn yêu thương anh em mình và đồng hành ủng hộ anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Thôi bây giờ anh em mình sẽ nằm nghỉ ngơi chút, anh em mình sẽ bật máy lần sau, anh em mình sẽ chia sẻ tiếp trong cái cuộc sinh tồn hôm nay cho tất cả bạn cùng xem nha. 2 hours later. Các bạn ơi, anh em mình ngủ cũng được một giấc thật là sâu, thật là dài. Bây giờ năng lượng của anh em mình đã đầy đủ trở lại nha bạn. Anh em có thể chiến đấu được hết đêm này và sáng ngày mai nữa nha bạn. Đầy rồi, sợ gì? Tao sợ quá, trời ơi, tao sợ ghê, trời buồn hết chứ. Bà Sam nữa. Sợ quá trời, sợ bà Sam đâu đây mà sợ đúng không các bạn. Thôi bây giờ anh em mình đã nạp năng lượng đầy rồi. Thời giấc này cũng đã chiều nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng đi cắm những cần câu của anh em mang theo nha. Ngủ đấy, quá trời ngủ luôn rồi. Trong cái chai này là trùng trong đây bạn. Bây giờ anh em mình sẽ móc vô cần câu. Và anh em mình sẽ cắm nha. Kiếm cá tối nay anh em mình sẽ sinh sống đêm này nha bạn. Xí găng. Đây. Trời ơi trùng nó nhớt xìu ha. Ra nguyên con trời cắm. Ơi trời cái gì thì ghê với ông nậu. Trùng chết. Trời ơi để. Nó ị đó. Chết. Ôi trời con trùng gì đẹp ít xịt đó. Nhìn cái muốn ăn luôn cái chuyện cá. Nó ị. Ghê gớm trời. Đây anh em mình móc cục trùng như vậy nha bạn. Đến anh em mình thả câu nha. Vô cái con cá. Đây bây giờ anh em sẽ đem đây cắm đây nha bạn. Sao móc ít chứ không sao? Trời trời cục thiếu da bắt tiêu có lử luôn. Ít thiết thèm mà. Chị thiết không anh? Ông anh móc gì bự vậy hả? Đó bây giờ mình sẽ dẹp cái lỗ lục bình này. Anh em mình tái từng con đây nha bạn. Tối nay anh em mình kiếm hốt bảo ngay đây rồi. Trời lớn không anh? Tháng đâu? Tháng đâu? Tháng đâu? Tháng này nè. Tháng đâu? Tháng này nè.
còn móc luôn chưa cho dính nữa bạn. Trời ơi, con đen đúng là nó khóa. Ông Sam, tôi cấm ở đằng kia nha ông Sam. Rồi, cũng cấm nó cấm. Ok. Cái lỗ này là... Tôi cấm là dính con cá rô phi trong coi. Nó bước nhất. Tại cấm cá lóc, cá trê, nó cấm cá rô phi. Nước nó hơi thấy mà mình nó cầm cho nó sát nước cái nhà mày. Đó. Rồi, anh em mình sẽ cầm cường đầu tiên ngay đây nha bạn. Tối nay sẽ thật bội thu với cường câu này nha các bạn. Cường câu này ngon lắm, tại nguyên cái vài lục bình các bạn thấy không? Ủa, chuyện nó nghe cái mùi tanh côn trùng nó lết lết lại tắp hấp 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 làm gì quá vậy lết lết nào ngon. Thôi giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi cầm mấy câu kia nha bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chơi đang cần nữa nha bạn. Cái đáp lục bình này ngon lắm, mình đâu có bỏ lỡ cầu này nữa. Bình này ngon lắm. Đêm đó bạn ơi. Sáng giờ công nhận ngủ ghê luôn các bạn. Trời hôm thức quá khuya luôn. Trời thức quá hết. Ngủ không chết trời à, ơi. Bây giờ sẽ chơi đang cần nữa nha bạn. Ông sao? Dạ. Hồi dính con cá hồi lòi. Lỗ đó ăn manh. Trời trời dính. Nhìn cục mồi mình còn thèm nó chi mà. Quá đã. Táp bập rồi. Ghê không anh? Táp thiệt dính vô trong chắc ké luôn quá. Thôi giờ anh em sẽ tiếp tục cầm những con câu còn lại nha bạn. Tối nay anh em mình sẽ hứa hẹn một mùa bội thu nha. Mà mình thôi nói gì thôi chứ không hên xui. Mấy bạn biết sống nghề câu lưới các bạn biết rồi, nó hên xui. Có khi thắt có khi trúng anh em mình không biết được đâu. Làm sao biết được? Người ta nói trúng là thắt, nó tất lất là trúng. Ok, đi tiếp tục ba. Nãy giờ ông nói trúng không là thắt không? Không thắt mà, tối nay anh em thắt chắc luôn rồi. Chắc luôn. Ờ, người nó thắt. Sao nó lại dính cái lưỡi câu. Nó thắt luôn rồi ba. Thắt là con chú chín luôn á. Bây giờ mình đưa nó đang cần đó nha bạn. Cảm ơn. Tối nay cần của tôi dính không sao? Dính. Dính con gì? Dính con cá. Nãy giờ là tôi cắm 4 cần là dính 4 cần đó. Thôi chị phải chạy. Giờ mình xuống đây thêm cần nữa nha bạn. Đây. Bên kia kìa. Phóng bên kia. Anh em mới cầm xong rồi. Chưa hết nữa nè. Nó nhúc nhích rồi bạn ơi. Không biết. Vòng đi. Mà không biết có dính đâu mà gỡ thử coi. Nó nhích. Đó nó nhích cái đó. Kịp đó. Trời ơi. Cái gì á? Cái chốt. Con cá chấu. Thích thèm á. Đó. Cái gì chơi lớn vậy trời. Thôi cái gì mà kiếm cắn vậy trời. Thiệt trời dính cá chốt. Được rồi trời, có đỡ không mới thăm mà. Cái trời. Hoàng chứ nó liệt nhẹ ha. Trời có con gì mình xào con đó nè bạn. Dính được con cá chốt. Ây da. Cái gì mà kiếm lửa nó cắn yếu xìu nữa. Ủa chỗ này đi câu cá. Ừ, nghe ổn không? Cầm lại dưới nha con này. Ok ok. Đó, được con cá chốt nha bạn. Như đạn thiệt chứ. Đây, bây giờ cái cần cuối cùng nha bạn. Anh em mình sẽ cho xuống cái lỗ này nha. Anh em mình phát hiện mới nguyên cái bài lồng trong luôn kìa. Đó. Nheo kìa. Đó. Ngon cơm một canh không? Giờ đèn cắm cần các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cho cần xuống này nha bạn. Đi đâu tối nay mai thầy quốc chủ làm được ngon cái lóc thật to thì sao? Nó có 2 con cá lóc các bạn. Nếu mà dính con thì nó còn con để giữ bầy nữa. Còn nếu không có dính thì thua luôn. Cá lóc không dính, dính khúc cây. Rồi, anh em mình sẽ cầm cần cuối cùng ở đây bạn. Ngay vào đồng vòng luôn. Tối nay anh em mình sẽ hứa hẹn một mùa bội thu lớn về cá nha. Nếu không mùa bội thu thì anh em mình chắc hành mùa thu không lá rụng luôn. Không lá rụng. Đáng ra là mùa thu lá rụng dữ lắm mà cái này mùa thu không lá rụng luôn. Không còn lá nào rụng cho nó cùi lủi luôn, còn có nhánh không lấy gì cũng. Thôi bây giờ anh em mình sẽ về cho anh em mình nằm nghỉ ngơi bạn. Cỡ 9 giờ anh em mình sẽ đi thăm câu nha. Rồi dẫn tất cả các bạn cùng thăm câu đêm với anh em mình nha bạn. Nếu có cá thì anh em mình về sẽ có một bữa cơm hoành tráng. Còn nếu không dính cá thì anh em mình sẽ có một bữa cơm khô quẹt nữa nha bạn. Hứa hẹn một bữa cơm khô quẹt đầy năng lượng. Thôi anh em mình về chào nha bạn. A few moments later. Các bạn ơi, thì giờ này nó 9 giờ nha các bạn. Anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng theo anh em mình để đi thăm những cần câu cá anh em mình cầm lúc chiều đó nha bạn. Anh em mình cũng mong nó sẽ được bội thu để anh em mình có được vài con cá để anh em mình chiến đấu tối hôm nay nha bạn. Anh em mình ăn cái nồi cháo trắng từ hồi trưa giờ, nói chung bây giờ cái bụng mình nó cũng nó kêu ó ó ó nó cắt bưng. Thôi bây giờ anh em mình sẽ mời tất cả bạn cùng theo anh em mình
để đi trải nghiệm thăm cá câu cá ban đêm nha bạn. Trời ơi, cần đầu mở hàng chất lớt luôn, thích thèm. Thôi dở luôn rồi ông Sầm ơi. Dở làm gì trời? Dở sáng thổi dở. Dở chỗ khác hả? Mình đem đi đồ luôn. Gì ông anh, để sáng kiếm thêm ông anh. Bỏ đi, biết đâu. Trời trời. Ok. Gì cuốn thích thèm á, mới sáng mà đâu cụ lúa tự nhiên cuốn đẹp ghế ông anh. Ok. Sao luôn? Đúng rồi. Chú làm gì gọi lại phải lên, lên làm gì gọi lại phải xuống. Sao mình gì mà? Gọi lại phải lên. Sáng về nhà mình cũng có đồ ăn chứ ông anh, đúng không? Ừ. Mình về nhà mình chơi cái đắp bộ cái rồi mình ngủ. Mình tặng cá cho bà Sàm, bà Sàm bả làm đồ ăn mình như ăn cơm. Đồ mày dữ à. Chắc có hôm nãy thấy thăm mà cần nó. Cái bà Sàm nói: "Trời chồng tôi về." Trong lời lần đầu tiên của anh em mình nó chất lớn rồi. Giờ mời các bạn tiếp tục với anh em nha. Chất lớn luôn còn mồi. Thích thèm á. Không có miếng xong luôn. Ngoài ngon ghê quá trời. Hy vọng chàng trai gọi là hết giọng luôn. Đau lòng thứ thủy. Ôi, chất lớp. Trời ơi trời, cái lá cây thèm á. Vô khởi khởi hành hai cây, hai cành câu đầu chất lớp chân chạy. Thơm bơ với chạy. Còn cậu mong mấy cành câu đang đánh được bình chưa? Thôi. Cái thèm á trời. Nó dắt cái cơ quốc nha. Thôi, dậy thẳng băng nha anh. Từ. Dậy thẳng băng nha. Giờ tôi giờ tôi với ông Trác có dính nhau không sao? Tự dính đó, gì thẳng băng rồi. Tôi nó không dính đó. Chị lớn như vậy nè. Cá không? Tự dính đó, gì thẳng băng rồi. Không dính. Cá. Cá không dính. Cá không hả? Mày chị lớn như vậy nè. Tự nó dính đó. Nhiều giải anh đi. Phải chắc là 100% dính rồi. Chị thẳng băng luôn kìa. 100% dính luôn. Có. Ờ đó. Cãi tao á đụng. Ừ. Mày gì không anh lẹ? Mày tao nói gì không anh lẹ? Cái câu trời ơi nó chẳng. Ơi. Nó thẳng lá xe là vậy đâu nè bạn mà cô lẽ đó nó không dính. Mày thấy chưa lẽ nè, mày con dưới xe nè. Trời ơi mày thấy không, cuộc đời mày thấy còn thua tao sao? Nè tao nhìn con dây tao biết nó dính rồi, nó thẳng mà cái con dây nó cứ nhăn vậy đây, đường nào cũng dính nè. Nó quắn chứng tỏ có lý. Trời trời, cá lóc thật ngon hả bạn? Mới để hôm qua. Quá bự chứ mới để đâu, tôi sáng với nấu canh luôn. Lớt luôn, lớt nữa rồi, xin ghê luôn. Thèm á, khởi hành nãy tưởng đâu hút bật dạ, tưởng con ai về chất lớt nữa trời. Cái gì mà đợi tiện với ta? Đây, đang cần lắm phải không? Ê, chín kìa, chín kìa. Chín này. Chín nào mau, ơ, đó. Ôi. Chín này. Đâu rồi? Con cá trời ơi, con cá gô. Trời ơi trời, dính con cá gô đồng. Từ xa liệt dẻ mạt. Liệt luôn. Thôi cũng được. Cái gô gì mà ốm nhách vậy, sọc đó. Lụm luôn. Mình phải chạy đạp ba cái gốc cây đó chết đó. Thấy liệt luôn. Mình có mồi ta, mình sẽ nhổ mấy cái cọng tay tự rồi đi. Hồi mình tìm mình kho cá ăn cơm. Kho cá ăn cơm đi. Lấy cái tự này chấm. Ok. Tao tưởng quá trời nè bạn. Ok, nè. Đợi hai con rồi nè. Đợi con cá gô nè. Đó, quá đã. Quá. Với nãy còn cái chốt mà nữa. Ừ. Nè. Hành quán cũng tuyệt luôn. Nhiều quá. Thiệt là ngon. Con hổng theo thế này. Chứ nào? Xem kia hả? Dính. Có cái xe nè, ghép mát không? Trời ơi. Hả? Gãy thằng câu luôn. Trời ơi. Thích thèm. Ôi nè. Trời ơi trời ơi. Ôi. Đứng mát. Đứng mát. Gãy thằng câu luôn trời, còn xuống con rồi lại lúc rồi. Hồi nãy mình thăm chảy chưa xong cục kẹo rồi. Bởi vậy? Nào không thấy con này. Trời ơi. Gì anh lẹ. Mạnh lắm chứ đừng manh động. Trời ơi. Trời ơi quá đã quá mừng mày ơi. Phê ơi. Rồi. Mạnh lắm. Thôi đi. Có độc đồng thứ nào chưa nổi. Đợi đâu đi, bóp đi đi. Bóc xuống, nó xảy một cái là mình ăn mại luôn chứ còn nhất trời. Bóc về là chắc cú nhất. Rồi mình cầm về là luôn là bảo toàn số điểm. Được hai cá lóc. Ê ấy cái gì kỳ vậy? Hai cá lóc. Đây thành quả của anh em nha bạn. Đây con cá lóc bự nè. Nè. Đây con cá lóc nữa nè. Cá lóc cái. Ồ, hàng cá lóc. Ôi trời tuyệt vời, ông mặt trời thêm con cá gô mua mới đẻ nữa. Thêm con cá cháu triệu nữa chị. Đúng rồi. Ừ. Mình còn mấy cần nữa chị. Vào to. Vào to. Thôi bạn, anh em mình đi tiếp tục mấy cần cuối nha bạn. Giờ anh em mình còn mấy cái cần cuối nằm bên kia nha bạn. Wow. Thẳng trên đường anh em mình về cái trọ anh em mình. Thì anh em mình xin ông chủ đất này không biết quay nữa. Dài cái cọng tay tượng nha bạn.
để anh em mà về hội kho cá anh em mình sẽ lấy tay tượng mình chấm ăn nha. Quá trời luôn, non quá trời luôn kìa. À, chú trồng tay tượng cái miếng đất này ơi, cho tụi con xin qua clip này vài cộng tay tượng đâu để tụi con chấm với nước cá kho ăn nha chú tay tượng. Không à, thấy thèm không to á, chú tay tượng trả lời thấy ham mà. Ai trồng cho mày bẻ hả? Xin có mấy cộng chú ơi nè. Ừ, sao lúng cái đầu dữ lắm, sao sâu lắm trong tay tượng mà không anh, tay tượng phải sâu vậy mới được chứ. Đó, mình xin ngổ mấy cộng nồi mày. Mày hồi gì anh em mình sẽ chấm với nước cá kho ăn. Thấy dính hai cá lóc là thấy cười phê phê rồi ha, phê luôn ký rồi ha. Phê ký không? Phê luôn ký rồi. Đi trà ăn còn non này nè, nó ngủ gì sao hả? Nó khỏe non rồi, nó bức bức đã. Đây mấy cần cuối cùng của anh em mà nó chết lót hết trơn rồi bạn ơi, nó chết con quất trơn rồi. Tổng thành quả hôm nay của buổi tối hôm nay tổng anh em mình số điểm cấm câu cá được là hai con cá lóc, một con cá chốt và một con cá rô các bạn. Cá rô. Đây, chín con cá chốt trứng siêu to siêu khổng lồ nè. Quá đã. Bây giờ anh em mình sẽ mặn mớ cá này để anh em mình kho một nồi cá siêu to khổng lồ siêu ngon để anh em mình chấm với tài tượng chấm nước cá ăn nha bạn. Ăn bữa cơm bữa nay hơi mớp nồi thiệt à. Đây, bây giờ mình sẽ ốp cá nha bạn. Đây là cái số cá anh em mặn ra nè. Đó, hai con cá lóc, con cá rô, con cá chốt các bạn, con cá chốt. Quá trời thịt luôn trời. Trứng luôn trời. Không có miếng trứng cá chốt nữa. Quá đã. Bây giờ mình sẽ ốp cái chảo cá kho mình nha bạn. Đây, đầu tiên là mình cho ớt nha. Ớt thì mình cho cá mà kho cay cay nó mới ngon nha bạn. Còn ít ớt quá nó không ngon. Bây giờ mình sẽ cho vô nước màu. Đây. Đây là nước màu nha bạn. Tiêu mình giống như là cái gì vậy trời? Quýt. Thuốc tiêu băng lộ gì vậy? Đây. Cho tiêu vô nha bạn. Trời ơi miếng kiến không? Cái cắn yếu xìu hả? Đường nha bạn. Muối cục nha bạn. Cho nước mắm vô nha bạn. Nhiều ghê bạn. Bé củi không sao? Nhiều lắm. Ok. Mắm. Rồi, mình sẽ trộn đều. Và mình để đây khoảng chín nồi cơm đi rồi mình sẽ bắt ở cá làm kho nha bạn. Đêm nay là đêm bữa cơm ngon lành cành đào luôn bạn, cá lóc luôn nè. Quá đã. Rồi, mình sẽ để đây nha bạn. Bây giờ mình kho cái nồi cá nha các bạn. Nồi cơm đây chín rồi nha bạn. Chín trơn luôn rồi, còn cái này chờ cá nữa là thăng đơ thôi. Em nhói quá à cay. Nhói không? Nhói. Nhói cái nào? Nhói lắm luôn. Nhói lắm luôn nha. Có cái nhuộn ấp mồi rồi. Nhói nghe em dữ hả? Ừ. Ồ, nồi cơm quá trời luôn. Vậy ăn mới no chứ mà anh khổng lồ nồi cơm luôn. Khổng lồ xanh. Lồ xanh. Cá. Kho chút mình cho nó thấm nước mắm này, cái mình đổ thêm miếng nước vô. Ok. Chảo cá kho của anh em mình chín nha bạn. Giờ anh em sẽ nhắc xuống để anh em mình cùng dùng cơm tối nha bạn. Quá đã luôn. Ôi trời nó sôi. Oh my god. Ôi đã. Cá gì đâu. Thứ gì chị nói lẹ. Thứ gì chị nói. Rồi mở camera luôn rồi. Camera ăn cá mở luôn rồi. Trời nó đã nè bạn ơi. Ồ. Cá lóc đồng kho. Trên cá tuyệt vời cái nồi cá lóc đồng này. Trời ơi mấy con tôm này mà cắn một cái nghe là thúp húp. Chúng cơm. Đây, anh em mình đã cúng cơm cho ông bà ở cục đất này rồi nha bạn. Anh em mình thì cúng xong nhỏ nha bạn. Có trước thì mới có sau. Nên anh em mình ăn cái gì thì anh em mình cúng cái đó. Nhằm khi bữa nào anh em mình gấp quá nên anh em mình quên thôi. Chứ thật sự anh em mình ăn xong là anh em mình trước khi ăn là anh em mình cúng cho ông bà hết nha bạn. Anh em mình đã cúng cho ông bà rồi. Thì bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với anh em mình nha. Giờ này cũng khuya lắm bạn ơi. Gần 11 giờ đó. Dữ lắm khuya rồi. Bây giờ là anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cơm với anh em mình nha. Sao? Ừ. Bữa nay chắc sớm hôm qua. Sớm hôm qua xì hôm qua ăn cơm xong tắp đi vô mình với máy lên cái gần 3 giờ luôn, tới thèm hết biết cuộc đời hết chứ. Bữa nay anh em mình sớm rồi mày. Vô bạn ăn cơm với anh em mình nha. Xin mời tất cả các bạn nha. Vô cá mình lại nha, ba anh em mình nồi cá này chịu okay. Không nổi đâu. Cá quá trời. Quá trời cá. Ôi đã rồi. Để mình gấp một thứ cá lóc mình mời các bạn nha bạn. Đây, xin mời tất cả các bạn cùng ăn cá lóc kho khô với mình nha. Quá đã, cho đây các bạn kẹp vô đây ha. Cắn cái miếng gạo nữa. Cơm nè. Vượt ầm cái ha. Ừ, cá lóc rồi. Thôi cắn cái gạo nữa. Cái gạo nè, chấm chấm trong đó. Nè, cái tượng nữa không? Đó, cho bạn cuốn cuốn lại nè. Đó, các bạn cuốn lại xong các bạn đưa vô đây cái nha. Quẹt quẹt lên cái ha. Đó. Đây, xin mời tất cả các bạn nha. Quá đã. Thứ gì chịu nổi. Gần cả tuyệt vời. Sáng giờ anh em cũng ăn cháo không cái rồi tới giờ luôn. Dạ, cái trưa cháo cháo rồi. Trưa anh em ăn cháo không rồi. Ăn cơm mình vừa đi mà. Quá đã.
từ sáng. Cái tay tượng mình mới nhổ dưới ruộng lên mình ăn nó không có bị nhẵn không, nó hơi hơi thôi. Anh em mình thông qua clip này, anh em mình xin chân thành cảm ơn anh chủ trồng tay tượng nha, anh chủ trồng tay tượng. Thật sự thì anh em mình không có gặp được anh chủ tại miếng ruộng tay tượng. Nếu mà gặp anh chủ là xin mấy cái tay tượng đúng luôn. Nên anh em mình chỉ có thể xin qua clip này, mong anh chủ mà tay tượng này có coi được clip này thông cảm cho anh em mình và cho anh em mình mới tay tượng này nha anh chủ tay tượng ơi. Mời anh chủ ăn miếng cơm ơi. Thôi mời anh chủ tay tượng ăn cơm với anh em mình nha. Quá đã, thật sự thì anh em mình ở nhà xa chỗ này thì anh em mình không biết khu đất này là cũng của ai, và miếng tài tượng bên cạnh bên kia anh em cũng không biết của ai, nên anh em mình chỉ xin qua clip thôi. Nếu ông chủ đất của cái trại anh em mình đang tạm trú tạm vắng tại đây có coi được clip này cũng thông cảm cho tụi con và cho phép tụi con làm thử thách ở đây 2 ngày 2 đêm đây nha ông chủ đất ơi. Trả tiền mướn khách sạn trời. Đợt sau tụi con có qua thì ông nhớ cho vài dạng cá luôn nha. Hôm nay nữa là đêm thứ hai rồi, sáng ngày mai anh em mình đã xong cái thử thách 48 giờ tại khu vườn quan này nữa rồi nha các bạn. Không biết hết cái thử thách này rồi anh em mình không biết sẽ làm cái thử thách tiếp theo là chỗ nào. Nếu tất cả các bạn có đồng hành và yêu thương anh em mình, các bạn hãy comment những ý tưởng và những chỗ sinh tồn mới để cho anh em mình thực hiện nha các bạn. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Trong chuồng sư tử á. Wow. Vậy là trong The Joy hả? Gời. Liên gì? Liên. The Joy. The Joy là sở thú. Vô nha các bạn. Vô các bạn. Quá ơn. Ngon à. Nó là tài tượng ngon quá. Tuy thanh nhiều canh luôn bạn. Ôi, chấm vô nước cá ha. Tại tượng này các bạn cứ nhổ lên các bạn rửa sạch. Các bạn chấm với nước cá ăn tươi ngon lắm. Nó có vị nhẵn nhẵn hơi nhưng ngọt. Đây xin mời các bạn nha. Ồ đã ghê. Để tôi dùng con. Ơi để hồi chờ ông đen ăn con đi, ha. Ăn đi. Giữ con đen tôm chứ. Nè giữ ông đen nè. Tôm Alaska hả? Tôm bự dữ hả? Tôm bên Nhật Bản lắm. Nó thơm nha. Đậu. Mời các bạn vô tôm nha. Bữa nay anh chơi lớn chứ lẹ. Trời ơi, cắn nhiều dữ hả? Anh lẽ cắn con cá mà mình muốn nắt con cuốn trời. Thiệt luôn lạ. Anh Hồ, thiệt á. Nhìn mặt, nhìn mặt ngon người ta ăn dính. Nhìn mặt anh cắn mà chết cái mặt anh Hồ như cái bồng cầu vậy. Không cắn cái bồng cầu chút luôn. Không. Thiệt. Chơi cái nửa tôm nè. Ghê hả? Chứ ông trời không có quất cái nguyên con không á. Đừng khách sáo nha. Trời ơi trời, liều mạng với mày. Mà đừng nát cục cuối chúng ta nha. Quá ngon. Hôm nay anh em mình nói trúng mánh thì không trúng mánh mà hắt hù không hắt hù bạn. Vừa nêm luôn. Hoành tráng với mấy anh em luôn. Hai con cá lóc, con cá rô, con cá trúc trứng. Còn quá đã. Mà con cá rô trứng không luôn. Tối nay có thể có cho uống sữa nữa nè. Đâu, sữa đâu uống nổi. Có bụng trứng không sao? Thèm luôn. Của cái bà gì ở trên cây đu xuống. Ghê không anh? Ghê à. Các bạn phải gấp một cái chốt lên cho bạn coi cái trứng nó to như thế nào. Ừ. Rồi cái này mà táp vô một cái ha, gãy răng luôn chứ phải vừa. Bể đầu luôn. Bể nãy răng. Nãy giờ mình đâu có dám táp đâu. Mình để thinh mình đâu có dám táp đâu. Còn có cái gô cũng trứng không nè. Mình cũng không dám táp luôn, táp cái bể răng. À ăn sao? Ăn đi. Chuột. Chuột trái. Nè. Thôi không ăn đâu. Từ ăn đi. Ăn đi. Ơ mẹ răng đâu, đừng gấp đâu mẹ. Ồ mẹ răng đâu, táp cái bọc ra đường nào mẹ không nổi. Mình đi táp cái bể răng liền. Thôi để mình ăn khóc. Nhìn quen lại hồi giục luôn á. Nhìn dưới không thảm. Không biết gì nha, cái sạc lớn dữ nổi. Đừng hù tôi nghe trời. Phủ miếng mạng xuống. Phủ miếng mạng xuống thảm. Cái sạc. Ê. Tôi xuống chén rồi nè nha. Thảm. Phủ miếng mạng xuống đi. Thèm hả? Ghê quá. Kiến không sao. Mày nghĩ giờ tao. Tôi dục mới quay luôn nha. Có đẹp trai à. Tối mà có đèn trong tay tao còn hơn là tao thanh gươm ánh sáng nữa mà nghĩ tao sợ ai không anh? Chịch một cái tao sẹt nè. Sẹt một cái là anh đứt làm hai liền. Ơi. Chứ mà sao buông ra vậy mà cứ nào chưa đổi. À. Tôi có chán hả? Mày mới chán hả? Mau dưới mà anh. Sao buông ghê thế thiệt. Sao buông ghê. Sao buông ghê là anh có chán hả? Quá ngon. Mà cá kho của anh em mình tuyệt đỉnh công phu luôn trời. Mày xuống chén của lẹ bạn, phải hồi nó phân bì. Xuống chén gì vậy chơi nha chưa? À, anh xuống chén cho anh Samurai. Thường thì anh em mình sẽ dục ra cái trò cho bạn để tối anh em mình ngủ được yên giấc với mấy đủ kiến nha. Tại các bạn hẳn cũng có comment góp ý anh em mình ăn dục xa xa mà. Đây tôi lo cho ông chén nữa.
anh em ăn cá sương dục cá xa, tầm nhìn xa trên 10 km nữa. Tầm xa không nhìn thấy luôn. Nếu mà cá sương ta ăn không, ta dục một cái ha, tầm nhìn xa trên 10 km, nhìn xa không thấy gì luôn. Bởi vậy thì đó, ghê vậy. Ủa? Cho ông mà đi coi dữ, cho ông mà đi làm dữ bao tiếng chắc người ta quýnh ông luôn á. Nó quýnh rồi, nhìn xa không nhìn thấy được, ta không thấy là mình không biết, hiểu không? Tại giống như cơn bão đang tới là mình không thấy luôn. 3 ngày thì người ta ngời ngời ta đổi việc cuốn gói gì quê luôn. Tầm nhìn xa trên 10 km bán kính rộng là 100 hectare đó. Ghê không? Mẹ tao nhìn xa ốc cũng nổi không? Hơn tôi cho ta. Bảo đi với cái hàng tóc 3 chứ mới trên chợ. Bảo đi nhận tóc là 7000 mấy trăm km trên chợ. Ghê à? Hơn nhận tóc bánh sáng không? Nó bay mà. Chạy với cái tốc độ xe lưu không? Nó chạy vô nè. Tao thích ăn cái này mà ngon quá. Chịu nổi luôn. Tết thưởng chấm ngon lắm á chứ. Ngon lắm bạn ơi. Vô nha bạn, mời bạn nha. Cá chè cá luôn sao? Không. Anh em ăn đi. Mời các bạn vô miếng cá nha. Anh em cùng ăn, anh em cực khổ mới có nhiều lắm á, ăn đi trời. Dính được mấy con cá rồi ngon. Bữa nay anh em mình ngủ một giấc thật dài nên anh em mình sung sức như đàn ông trời. Phê quá trời phê. Bực tràn trề luôn. Đau đớn quá, tôi đau đớn quá. Quá ngon. Nguyên ngày hôm nay anh em mình ngủ từ trưa cho tới chiều luôn bạn. Anh em mà không lo giặt cái bộ đồ hôm qua anh em mình thay ra, cuối cùng tối nay anh em mình không có đồ thay luôn. Anh tại còn có một đêm cuối không sao bạn, anh em mình chơi dơ luôn, ăn dơ ở giấy luôn. Sợ gì? Đúng vậy. Đúng không? Đừng mình, có giấy. Mình ăn dơ thôi. Ăn dơ hả? Ăn dơ thôi. Mình ăn dơ thôi. À, anh em mình ở dơ đêm nay, sáng anh em mình tàn cái cuộc thử thách này. Anh em về tắm rồi anh em thay đồ quét nha bạn. Để làm gì? Hả? Còn lấy đi cứ vợ hả? Ngủ. Tao nhà nó ngủ mà quét mà. Đúng ghê hả? Trời mặc đồ quét á, mặc đồ quét nè, mặc áo quét nè Hoàng. Hát cà đồ quạt luôn, như một người tàu lỏng. Trời ơi, cái bớt như đạn luôn ông nội. Ủa, có bộ đồ vest hả? Đồ full face luôn không? Đồ vest tao đó, đồ bộ, đồ kho tao rồi. Đồ đó khắc cà đồ bạch ngon như đạn tao, da thằng cháu tao lấy cái khăn quàng đỏ khắc nè. Cà đồ bạch đó ông nội. Lớn thứ nào cho nổi. Đi ghê như mấy thằng ngáo đi ghê được. Ngáo, ngáo đấy thèm mới ngáo nữa. Ông sao? Tao mặc bộ đồ lên là nguyên định tao ai cũng đẹp á. Ngân luôn rồi, đúng rồi. Là trời có người khen đẹp mình cười rồi. Đúng không? Nhầm người, nhầm đôi khi mày mặc lên chưa chắc ai khen mày đẹp nữa. Ông sao? Hả? Ba mình mặc đó chắc đi ra đường chắc chắc xe bắt cuốn nó bắt mình luôn. Thôi, anh em mình mời các bạn thêm hứa cá nha bạn. Anh em mình sẽ ốp mấy quan chút để cho mấy anh em mình cùng ăn cơm chung bạn. Cá nãy giờ mà. Anh em mình ăn mà không có cua đen chung, anh em mình cũng ăn nãy chừa chừa lại với con cá còn đống nè. Chưa ai dám gới cho để anh em mình cùng ăn chung, anh em mình sơm mới giữ. Thằng nào gấp được lẹ lẹ nó ăn mà lẹ búp bật nó mau hết lắm. Đây xin mời các bạn nha. Ăn hồi sao nuốt cái đũa luôn. Ngắt một cốt. Ngay luôn cái chén luôn. Được rồi. Tuy rằng không có cái gì cao sang hết, chỉ có nồi cá khô khô và một mớ cà tượng thôi. Là anh em ăn bớt được cơm nữa. Trời ơi cao sang. Cao sang. Trời ơi cá lóc đồng nó cho cao sang. Không cao sang. Ở nhiều bạn ở trên Sài Gòn á, ở những xứ khác là cá lóc đồng rất hiếm. Nhưng ở quê hương anh em mình, nói chung nó còn nhiều thì nó không nhiều mấy, nhưng nó có thể dùng được nha bạn. Nó cũng còn được hí bụng bộn, chứ không có ít như ở quê tất cả bạn. Cá lóc đồng anh em mình tới cái mùa nước một cái chăn lưới một tay lưới chừng 200 mét không dính con. Ừ, tại lưới đâu dính cá lóc nào dính cá lóc á, đủ dính cá lóc tửng thôi, hiếm lắm dính được cá lóc thì ngón giò cái thôi chứ làm dính được cá lóc đẹp không anh. Tôi là đại tử đại hư mấy của cô, đại hư 100 mấy của Khương Tử Nha nè. Ghê hả? Tôi cầm cái cao công á, dùng xuống ẻm giật lên 3 cái lóc được. Nó là đời thứ 3 của bác Ba Phi. Nó mà giật lên là 5 cái lóc đi. Đùi ghê hả? Thôi anh em mình sẽ dừng máy quay tạm thời chút nha bạn, để cho mình và cô Đen và cô Lẹ ba anh em mình cùng xong kiếm một bít. Anh em mình thổi nồi cơm và thổi nồi cá với mớ rau này cho nó rụi nụ hết đi. Rồi anh em mình sẽ chăn mùng lên, anh em mình chiến một giấc tới sáng để anh em mình khép lại clip 48 giờ trong rừng nha bạn. Chân tay và trái chăm banh anh cầm trên tay. Đập vô đầu anh máu không? Uống không chay, đến ngày mai tiếp phải chay. Tăng cái đó lại. Em thích gì anh chưa nói, em thích cái gì anh muốn cho thích. Xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Đi cô Lê ơi.
ngủ rồi, còn ngủ rồi. Quá quá ê, dọn đồ gì đi. Gì vậy em nội? Dạ dạ, dọn đồ gì sáng bác ông nội đẹp trai vậy. Cho tôi ngủ xíu nữa được không? Ngủ đi, ngủ tới chiều luôn được không? Ngủ tới mai luôn được không? Ngủ tới mốt luôn được. Chào bạn buổi sáng nha. Ngủ thiên thu luôn được. À, các bạn ơi, anh em mình sáng ngày hôm nay là giáp 2 ngày 2 đêm anh em mình thử thách và sinh tồn tại khu vườn quan này rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ dọn dẹp đồ đạc như anh em mình thu dọn chiến trường, gác ghế anh em mình sẽ gom lại anh em mình đốt nha các bạn. Rồi anh em mình sẽ chia tay với cái khu vườn quan này. Khu vườn quan này hôm nay anh em mình đã làm hai cái thử thách sinh tồn dưới đây nha các bạn. Để lại trong lòng anh em mình biết bao nhiêu là kỷ niệm, biết bao nhiêu là nhung nhớ. Hẹn gặp lại một ngày không xa, anh em mình sẽ có dịp, anh em mình sẽ xuống đây để làm thêm một vài cái thử thách sinh tồn dưới đây nữa nha bạn. Thôi anh em mình sẽ ngừng clip sinh tồn 48 giờ ở dưới khu vườn quan tại đây nha bạn. Chúc cho tất cả các bạn và gia đình các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và thành công trong công việc nha bạn. Thôi anh em mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip thử thách sinh tồn tiếp theo. Các bạn nếu thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ clip giúp anh em mình, và các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình có thêm nhiều động lực để anh em mình có thể làm thêm những clip thử thách sinh tồn khác tương tự như vậy nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip sau nha các bạn. Bye bye bye.